Hello mấy bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một với unit 14 phần phrasal verb. Mình sẽ có cô sẽ gõ ở trên này mấy bạn nhìn nha. Thứ nhất là mình sẽ có break out, mấy bạn đọc cho cô là bất thình lình nổ ra. Đúng không? Nổ ra hoặc diễn ra thì mấy bạn có thể dùng vào cho chiến tranh hay cho những cái đám cháy. Được chưa? Nổ ra hoặc là diễn ra bất thình lình nha. Thường là dành cho đám cháy nè. Hoặc là chiến tranh. Ok, thì xong hết series này cô sẽ làm cái gì ta, cái destination C1 và C2. Bring on là gây ra, và gây ra thường thường á là một căn bệnh nha mấy bạn nha. Gây ra căn bệnh. Come down with là bị bệnh, thường thường là căn bệnh nhỏ. Come down with bị bệnh, thường là những căn bệnh bệnh mà bệnh vặt á, mình gọi là bệnh vặt hoặc là không nghiêm trọng nha, cảm cúm thôi á. Các bạn phân biệt rồi cho cô chỗ này. Tiếp theo là come down to hoặc là come down hoặc là to có nghĩa là bất tỉnh, à nhận tỉnh lại hay là nhận thức lại. Còn cut down on là cắt giảm về mặt số lượng hoặc là làm gì đó mà giảm đi. Cut down on làm gì đó ít hơn, hoặc là cắt giảm về mặt số lượng. Cắt giảm về mặt số lượng. Feel up to là cảm thấy đủ khỏe để làm gì? Feel up to là cảm thấy đủ khỏe để làm gì? Đủ khỏe để làm gì? Get over là vượt qua. Vượt qua hoặc là bình phục, hồi phục nha. Hồi phục. Rồi mình tới từ give up là từ bỏ. Từ này thì mấy bạn đa phần biết hết rồi đúng không? Từ bỏ nè, từ bỏ thói quen xấu, từ bỏ cái gì đó. Từ bỏ. Look after là chăm sóc. Nó sẽ bằng với take care of đó mấy bạn. Chăm sóc. Pass out là bất tỉnh nè. Nó trái nghĩa với từ come down và come down to hồi nãy. Pass out là bất tỉnh. Pull through là sống sót qua một cơn bão bệnh hay là một cái gì đó. Pull through, sống sót. Sống sót nha. Qua một cơn bệnh mà cơn bệnh này rất nghiêm trọng. Thường là nghiêm trọng. Mấy bạn biết tại sao mà cô hay giải thích dài dòng không? Thật ra trong tiếng Anh nó có những cái mình không thể nào tìm được cái từ equivalent tương đương với tiếng Việt được, mà có tìm đi chăng nữa thì nó giải thích cái trường nghĩa nó không có rõ ràng. Thì mấy bạn thường sẽ thấy là cô hay nói dài hơn để mấy bạn đã hiểu được cái tình huống sử dụng của cái từ đó. Bút nào á là giết nhân đạo á. Giết nhân đạo là sao? Tức là ví dụ như cái con chó mà nó thấy mình thấy nó đau đớn quá, các bác sĩ thấy đau đớn quá mà không thể chữa khỏi được thì người ta có thể tiêm một liều thuốc cho chết sớm. Ở đây không phải là vì mình giết mà ý nó là cho nó giảm bớt sự đau đớn, em giết nhân đạo. Put on ngoài cái nghĩa mặc thì ở đây nó bằng cái từ gain weight nữa. Gain có nghĩa là tăng tăng cân mấy bạn nha. Nhớ ngoài cái put on á còn có nghĩa là mặc đồ vào thì nghĩa là tăng tăng cân rồi đó. Có nghĩa là cân nặng luôn. Được chưa? Và từ wear off là thuốc hết tác dụng. Vậy nhiều bạn sẽ hỏi cô à, hết tác dụng. Cô ơi bây giờ có tác dụng là từ gì? À, cô sẽ cho thêm mấy bạn từ take effect. Có tác dụng nha, thuốc có tác dụng nha. Có tác dụng, có hiệu lực nha. Xong, phần phrasal verb, cô sẽ làm tiếp cái video về phrasing and collocation.